ok, vô. Qua tận cái đó, cái bụi hiền. Cái này làm gì ăn mày? Mày nấu lẩu nha. Em nghĩ là chắc nấu lẩu rồi, có thể ngon hơn. Thấy thấy mắt nào? Thấy, mắt đỏ thế à? Cái này chắc cũng còn kìa. Thấy mắt đỏ. Em thấy. Mắt đỏ tươi à? Rồi không thấy mắt. Ê, tôi thấy móc ra rồi, thấy mắt đó. Còn... Rồi hiện thấy mắt luôn. Còn cái này chắc khoảng... cái này chắc khoảng 8 kg. 8 à, cái nám này dài cỡ người ta thấy này cỡ chín. Này cá bớp. Mấy thì ngày mai á thì mình sẽ mở ra. Cái cam chở nữa rồi nó bu xe. Nó nói ông chở lẻ hư cái bô đi thay cái bô. Ngày mai á. Một nguyên cái bô để mua xe. Ngày mai mình sẽ mở con cá này ra mà mọi người sẽ xem cá này như thế nào ha. Nó là cá bớp đó. Rồi. Cái gì đó? Chưa? Gì đâu mà bà. Cho mình là cho mình là quay chứ không có chụp. Quay ngược lại cho nó thấy cái mặt. Thiệt á, đứng ngồi xây lại. Cái này cái gì? Cá bớp. Cá bớp. Con này mấy ký? 8 ký. 9 ký rưỡi. 9 ký. Rồi thôi từ hôm qua tao luôn đi. Rồi con lại xong con mổ cho. À đây. Đây. Con cá đó nó ăn con mực trà bá luôn. Rồi. Thank you.
tỉnh rồi là không có thể phao bên đây đó. Kiếm tao dao nhỏ nhỏ nữa rồi Thắm kiếm mấy hai dao nhỏ nữa rồi dao là bởi này chắc nát hết nè. Rồi ba gọi là kho ngon kho, cái gọi để mắc hơn đùi nữa nè, mắc hơn mà nó lại nó không có nhôi chừng thấy một pha vậy cũng sợ, thấy mẹ đi đám nói đâu có xin bánh xin đồ luôn, gửi qua đồ này nó gơm nó con nó nói chuyện vậy. Ủa này mình làm hai nồi luôn hả? Chưa hết còn nồi nữa kìa, nhiều quá trời, cái này thịt nhiều nè, thịt dày quá trời luôn, thịt chim nè. Có ăn uống nhiều đâu, tại dịch nhiều xìa vậy nè, rồi tụi mày ăn mình lấy ngứa vài cục vậy đó, ngứa vài cục. Tại lúc đó chị nói bữa thứ mấy đó, rồi cuối cùng rồi chị nói mơ mốt cháu mà làm chủ nhật này về ha. Bữa nào? Hai vợ chồng luôn. Tình tới là gì? Ừ. Rồi, tới vậy được. Sao nữa? Tình tới mất đi tới lâu. Nói nữa. Tới nữa. Tình này bỏ rồi có tình khác. À. Hai chồng vậy luôn. Đây chủ nhật luôn đúng không? Bỏ từng tới này rồi từng nữa. Từng tới này mắc đi đám cưới ở giống như đi vô khu du lịch vậy đó, đám cưới trong khu du lịch của bà đó. Bỏ từng này từng sau á. Này tới nữa. Còn cũng như là nửa tháng nữa đó mẹ, hai tuần nữa ăn sao? Không bà ngoại thì 17 này mà có không ngoại. Cổ cánh.
Cô đi.